Người cái chê mình là nhiều hoa sến quá, vậy mình quay lại cho mọi người xem một cái clip thử, mọi người xem thử như thế này có sến không nha. Thật ra thì muốn được sến như vậy thì mọi người phải có rất là nhiều ngân sách để chi, cũng như gặp đúng đơn vị. Không phải đơn vị nào cũng làm ra được cái sến nhiều hoa cho mọi người, đúng không ạ? Điều thứ nhất, điều thứ hai là mọi người biết là không phải là đám cưới nào cũng sẽ đẹp như đám cưới nào. Đôi khi nó sẽ phụ thuộc vào cái không gian nơi bạn đại tiệc, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là một cái yếu tố hoa không là đủ, đúng không? Nhưng mà nói gì thì nói thì cái ô về giống như bên nhà Simon nó nhiều hoa cũng là một trong những cái mà nó sẽ toát lên được cái sự lung linh cho một cái tiệc và bảo chứng cho cái chất lượng ngày hôm đó của cái buổi tiệc cưới của bạn hoặc là sự kiện của bạn. Tin hay không đó là tùy. Nói chung là có nhiều bạn thì lên án mình: ủa tại sao mà nhiều hoa quá vậy, lè loẹt phung phí, cắm hoa ô về nhìn không ra cái này cái kia. Vậy bây giờ mọi người ơi, hãy cho mình một lời công tâm để mọi người nhìn thử từ trong ra ngoài coi, nhiều hoa như vậy, ô về như vậy, mọi người thấy cái mãn nhãn không ạ? Nói chung khách hàng nào cũng vậy, khách đi đám cưới nào cũng vậy, người ta rất là mong muốn đến cái đám cưới mà khi mà nhìn vào đó người ta cảm thấy mình trân trọng quá, mình vinh dự quá khi mà được mời đi cái đám cưới này, mọi người công nhận không? Nói chung là làm sao cho khách cảm thấy tự hào, làm sao cho khách cảm thấy mình đi đến cái đám cưới giống như kiểu là mình được trân trọng mời đến, chứ không phải là bị đi đám cưới, là một trong những cái mà người ta rất là ngại. Đám cưới bây giờ thì mọi người thừa biết rằng là có những người thì tổ chức đám cưới rất là chỉnh chu, như những đám cưới mà khách hàng của mình thì chắc chắn 100% là lỗ, để không bao giờ có lời, bởi vì khách hàng không tính lời hay lỗ, chỉ tính là đời người chỉ có một lần, đời con cái của người ta có một lần, và cô dâu chú rể ai cũng muốn là ngày đám cưới của mình là ngày hạnh phúc nhất, bởi vì mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại làm cái đám cưới lần hai. Mà giả tỷ ông nào mà làm đám cưới lần hai hay cô nào làm đám cưới lần hai thì cũng đâu dám trang trí lớn, đâu sợ trúng chữ, đúng không? Là một trong những điều. Thứ hai nữa, mọi người cảm thấy rằng là về như vậy, nhưng mà khách hàng mình cảm thấy rằng khi đi đám cưới bị mời đi, đôi khi người ta đâu phải muốn đi đâu, đâu phải ai cũng muốn đi đám cưới, đúng không? Nhưng mà ta đến đám cưới đẹp quá, xa hoa, trời ơi hôm nay rất là vinh dự khi mình được mời đến cái đám cưới này đó, mình chia sẻ chân thành như vậy. Còn mọi người cảm nghĩ như thế nào thì mình không biết, thông tin trái chiều nhiều lắm mọi người ơi. Có người thì chê, có người thì khen, nói gì thì nói, chê thì vẫn cứ chê. Lỡ mà mọi người nói bây giờ chê nhiều quá, Tứ có làm nhiều hoa không? Không, có chê thế chứ chê hơn nữa, Tứ vẫn làm nhiều hoa vì đó là phong cách nhận diện của mình, gần như là cái signature ô dề của mình. Mong mọi người thông cảm nha, mình là Simon Tứ, chuyên làm hoa ô dề, và mọi người nói gì nói thì mình vẫn cứ ô dề, vẫn cứ nhiều hoa, vẫn cứ xến, nhưng mà xến như mình phải có ngân sách nha, không có ngân sách không xến được, đúng không? Mình là Simon Tứ, mọi người theo dõi mình nha, bye bye.